Vâng, cùng trở lại với trận điều thứ tư ở trong trận chung kết hạng mục lẻ nội dung 22QR sang Thuần Tiễn. Chia sẻ và ông Anh đang có lợi thế rất lớn khi mà đang có được tỷ số dẫn trước 2-1 trong một kèo đấu chạm 3. Chung kết chỉ có chạm 3 rồi, vì đây là chung kết toàn Việt Nam. Không biết là theo luật là chạm mấy, nhưng mà các game thủ chúng ta quyết định đánh với nhau là chạm 3 ngay từ đầu rồi. Thằng VTV, VTB 002 mày bổ láo nó vừa thôi. Vâng, đề nghị kỹ thuật viên ai đang theo dõi kênh sóng này thì ngay lập tức ban vĩnh viễn click VTV 002. Vâng, buổi chiều ngày hôm nay thì vâng, đợi lát nữa mình sẽ cập nhật tình hình. Sáng ngày hôm nay hỏi thì biết rằng lịch đánh buổi chiều nay là đánh 4-4 sen. Nhưng mà hình như là có thay đổi rồi. Hình như là có thay đổi rồi, lát nữa mình sẽ cập nhật lại. Vâng, có thằng vô học. Ở nhà bố mẹ mày không dạy được mày thì tao dạy mày. À không, phải để tao dạy bố dạy mẹ mày dạy mày. Bố lao bố tuyết. Còn thích thì lên Hà Nội tìm tao và đứng trước mặt tao mà chửi tao. Nếu thích tao ở ngoài sáng, mày có thể gặp tao bất cứ lúc nào. Thôi nha, quay trở lại trận thi đấu thôi. À, đang ốm đang mệt nên là hơi lòng tính ấy. Và anh em thông cảm tí, hơi bức xúc một chút. Nhưng mà gặp mấy cái thể loại đi như thế thì thực sự là không thể yêu thương được.
Mấy thằng đứng trước mặt mình chửi mình bây giờ là hay giờ tầm này là xanh cỏ hết rồi. Vâng, không phải chất vật mà mình riêng mình là để ý cái thằng đấy, click cái thằng đấy kèo nào mà mình làm là nó cũng vào nó chửi đấy, bất cứ kèo nào mình làm là nó đều vào nó cắn. Thằng đấy là ban mấy click của nó rồi đấy chứ không phải ít đâu, cứ có cái kèo nào mình làm là nó vào nó cắn mình khó chịu thật. Nên là kiếp trước mình làm gì nhà nó. Và một bài đánh 5 ma đến từ Hồng Anh. Bây giờ thì có một vòng quay phát Trung Quốc vào soi máy chim sẻ rồi, vào để quay phát trận chung kết rồi. Và người ta đánh đánh trăm ba, người ta đánh được 4 trận rồi mới bắt đầu mò vào xem. Chắc có lẽ là vừa nãy là quay cái trận tranh hạng 3. Vâng, thành ra là cái tính chất của trận đấu tranh hạng 3 nó lại căng thẳng hơn là cái tính chất của trận thi đấu tranh ngôi vô địch. Tâm cung đầu của Hồng Anh sinh ra và Hồng Anh quyết định sẽ đẩy luôn và hướng đẩy có lẽ sẽ là hướng 6 giờ. Và màn hình máy của chim sẻ thì ra 37/56 cũng có tân đầu đẩy luôn. Mà như vậy là chim sẻ gặp ai đây? Vâng, à chiếc nhà BB của M7 game thủ BB. Như vậy là cùng cánh BB, hai game thủ vừa đâm sầm vào nhau. Nhưng chim sẻ là người điều R còn BB thì đứng yên bắn. Vâng, BB đứng yên bắn, chim sẻ đang là người điều. Vâng. Mỗi người đều chết hàn cung. Và đây có lẽ là chim sẻ sẽ dẫn trước rồi, chứ vậy là 3-2. Vâng, 10 con cung lao đầu vào nhau. Và chim sẻ chết 2, còn BB chết 3. 42/64. Nó không giống như cái tên tối hôm qua Hồng Anh điều trước TT Lạp, thực sự nó rất là phê. Vâng, 10 con cung đấu với nhau, Hồng Anh chết 1, TT Lạp chết 6 con. Vâng, clip thì... Vâng, clip thì mình cũng đã up lên rồi. Up clip trận cuối cùng tối ngày hôm qua, clip gốc đấy, mình up lên rồi. Mọi người có thể theo dõi trên YouTube cũng như là trên website gamedv.vn. Vâng, up clip ở bên này khó lắm, nó chặn băng thông. Vâng, để vào được YouTube và Google thì cần phải gọi là bẻ khóa mạng. Phải dùng Ultrasound này, VPN này. Rồi, dùng phần mềm ngoài thì mới vào được YouTube, Facebook cũng như là Google. Up clip thì một cái clip dài, độ dài 13 phút, up mất 1 tiếng 15 phút. Là lúc 4 giờ sáng, gần 4 giờ sáng hôm qua lúc đi làm về, đi quay về thì về khách sạn. Treo máy có wifi, treo máy thì up thì đến sáng nay thì cũng thấy nó lên. Năm mươi tám, vâng, 58/57. Chim sẻ đang bị quay bởi cả BB và Cam Quýt. Vâng, cả BB và Cam Quýt. Cam Quýt sẽ thiếu lại lấy màu 5. Vâng, ở màu 5 với màu 2 thực sự đánh điều chế tôi hay bị nhìn hai cái màu đấy rất hay bị nhầm. Riêng cái màu 5 với cái màu 2 ấy, quân mà lao đầu vào nhau thì rất là khó nhìn. Và như vậy là đã có kết quả rồi. Chim sẻ đi lắng vào ngoài chính thức lên ngôi vô địch.
Vâng, chim sẻ lắng vòng quanh chính thức lên ngôi vô địch ở nội dung ngoài cái đài thuần sen thuần tiễn. Vâng, chúc mừng chim sẻ vòng quanh và chúc mừng vòng quanh đã có cái chức vô địch về cuộc đầu tiên ở trên đất Trung Quốc, và nhất là đây là nội dung hai vs hai sen thuần tiễn, điều mà Hồng Anh đã bỏ lỡ ở tại Hàng Châu, và trên đất Quảng Đông Hồng Anh đã làm được cái điều đấy. Vâng, chúc mừng hai em. Đây là một phần thưởng xứng đáng khi mà ngày hôm qua chim sẻ Hồng Anh đã phải vượt qua được những game thủ cực kỳ sừng sỏ. Vâng, vượt qua được cặp đôi Sơ Luyến Phong Lưu Tình với tỷ số áp đảo là 4-1. Vâng, kính tính luôn cả với trận đít là 4-1. Vượt qua Lôi Lão Hổ và Tế Tế Lạp với tỷ số là 6-2. Vâng, tính cả 3 trận đít đây là 6-2. Xong rồi. Vâng, chúc mừng hai em.